Tri thức tốt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức hữu ích đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, tìm tòi và khám phá cuộc sống xung quanh. Họ là những người sống tự lập, bởi vậy những người này sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Để làm được điều đó không phải dễ dàng, Tân Mùi đã phải trải qua biết bao sóng gió, khó khăn, thậm chí nếm mùi cay đắng của thất bại. Ở họ tồn tại một lòng quyết tâm, kiên trì và bản lĩnh phi thường không phải ai cũng có. Những người này rất may mắn trong đường tình duyên. Dù đôi khi cuộc sống không mấy dư giả về tiền bạc, nhưng Tân Mùi luôn có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tóm lại, tuổi Tân Mùi trong cuộc đời có nhiều thăng trầm, thử thách. Nếu kiên trì vượt qua, sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Cuộc sống càng về sau càng được hưởng an nhàn, sung sướng. Tình duyên vô cùng thuận lợi, Vợ chồng thủy chung son sắt, một lòng yêu thương nhau. Tính cách người tuổi Mùi giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn yêu thương. Tuổi Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác tấm lòng vị tha của tuổi mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh tuổi mùi không đủ mạnh mẽ chống chọi với khó khăn thử thách một mình họ cần có sự giúp đỡ đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận đôi khi sự đa sầu đa cảm khiến cho tuổi mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống họ thích cuộc sống tự do tự tại thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tuổi mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí, tuổi mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc gì. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi mùi không thích là người đứng đầu cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tuổi mùi họ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình tuổi mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn bình yên ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ càng lớn những người này càng dễ xúc động đồng cảm với khó khăn của người khác bởi vậy Họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai. Đi đến đâu có bạn, có người yêu quý tới đó. Có đôi lúc, sự nhiệt tình tốt bụng của tuổi mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Mùi vẫn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Mùi sẽ tìm được sự hào hứng hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng, những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Mùi, thay vì đấu khẩu chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú. Nếu không muốn tuổi mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Những người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không có ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải là người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Tuổi Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến Tuổi Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai, tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi mùi. Về phương diện tình duyên hôn nhân, khi yêu, tân mùi luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để mang lại niềm vui, sự hạnh phúc cho đối phương. Họ là những người yêu chân thành, say đắm và mãnh liệt. Dù không mấy khi nói lời lãng mạn, ngọt ngào, nhưng hành động của tân mùi luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc chú đáo, ân cần. Tuổi tân mùi sinh tháng 4, 8, 9, 10 âm lịch. Tình yêu đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng qua vậy. Những người tuổi tân mùi sinh tháng này dễ rung động trước tình cảm của ai đó. Đôi khi, họ quá vội vàng trong việc lựa chọn mảnh ghép trái tim mình, dẫn đến những mối quan hệ chưa thực sự hòa hợp. Trước khi xây dựng một tình yêu hạnh phúc, tân mùi cần phải có thời gian tìm hiểu thật kỹ để có thể cảm nhận được nhịp đập chung giữa hai trái tim. Tuổi tân mùi sinh tháng 1, 2, 3, 5, 10 âm lịch, sớm tìm được ý chung nhân của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ hòa hợp và lâu dài, những người này cần phải biết nhường nhịn, bỏ đi cái tôi của bản thân mình. Tuổi Tân Mùi sinh tháng 6, 7, 11 âm lịch, có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng hòa thuận, yêu thương, gắn bó khăng khít với nhau. Dù trải qua nhiều thăng trầm hay khó khăn trong cuộc sống, tuổi Tân Mùi sinh tháng này sẽ luôn có người bạn đời lý tưởng bên cạnh, chăm lo và ủng hộ mình. Kết hôn với người tuổi canh ngọ, ất hợi, quý dậu, bính tý, kỷ tỵ, kỷ mão, cuộc sống sung sướng, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo nghĩ, vướng bận điều gì. Nếu kết duyên với những người tuổi trên, Tân Mùi không những có đời sống tình cảm phong phú, thuận lợi mà công việc cũng được thăng tiến, phát triển như ý. Kết hôn với tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, sự nghiệp tuy đôi lúc gặp phải khó khăn, trắc trở, nhưng Tân Mùi sẽ luôn có người bạn đời bên cạnh quan tâm, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Kết hôn với những người tuổi bính tuất, ất dậu, giáp tuất, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, khó khăn. Tân Mùi cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo và lắng nghe người bạn đời của mình nhiều hơn nữa thì mối quan hệ của bạn mới có thể thực sự hòa hợp. Vào những năm tuổi 17, 25, 29, 35, 41, 47, 53, vận mệnh của nam mạng tuổi Tân Mùi kém may mắn không thuận lợi cho việc tiến hành những chuyện trọng đại trong cuộc đời như kết hôn, lập gia đình. Tuổi tân mùi là những người có trái tim chân thành và ấm áp. Điều mà họ mong muốn khi yêu một ai đó là hai bên hoàn toàn hướng về nhau và cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp vĩnh cửu. Nam mạng tân mùi sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 âm lịch sẽ có nhiều chuyển biến mới mẻ trong chuyện tình cảm. Về gia đạo và sự nghiệp, dù là người sống tự lập, không muốn dựa dẫm, ỉ lại vào bất kỳ ai, nhưng đôi khi có những khó khăn mà Tân Mùi không thể tự mình giải quyết. Nếu muốn thành công phải tìm đến sự giúp đỡ của mọi người. Đường công danh, sự nghiệp sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc khi ngoài 36 tuổi. Suốt cuộc đời được hưởng tài lộc dồi dào, kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên lại không biết dành dụng, chi tiêu hợp lý. Gia đạo êm ấm, hòa hợp, không xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng, Tân Mùi cần phải khéo léo hơn nữa trong cách ứng xử với người thân để giữ gìn sự hòa hợp trong mối quan hệ. Tuổi hợp làm ăn Chọn tuổi hợp làm ăn sẽ giúp cho công việc, sự nghiệp của Tân Mùi gặp thêm nhiều may mắn, thuận lợi. Nếu hợp tác với những người tuổi ất hợi, quý dậu, bính tý, kỷ mão, sự nghiệp của Tân Mùi sẽ thăng tiến như diều gặp gió, không gặp bất kỳ khó khăn, chắc trở nào. Tuổi đại kỵ Tuổi Tân Mùi xung khắc với tuổi ất sửu, canh thìn, đinh sửu, tân mùi, kỷ sửu, mậu thìn. Trong làm ăn không nên hợp tác với những tuổi trên nếu không công việc khó có thể đạt được hiệu quả tuyệt đối. Nếu đã kết duyên vợ chồng với những tuổi đại kỵ, tân mùi cũng không nên quá lo lắng. Bạn chỉ cần học cách nhường nhịn, dĩ hòa vì quý để duy trì mối quan hệ lâu dài, hạnh phúc. Những năm khó khăn nhất, tuổi 25, 29, 33, 43, là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời của Tân Mùi. Trong khoảng thời gian này, bạn cần phải bình tĩnh và thận trọng hơn trong từng kế hoạch, dự án, không nên quyết định công việc theo trực giác. Qua giai đoạn khó khăn này, sự nghiệp của bạn mới thực sự thăng tiến và thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, chọn ngày đẹp, giờ đẹp cũng là một trong những yếu tố tăng sự may mắn, thuận lợi cho bản thân để công việc làm ăn được diễn ra suôn sẻ theo ý muốn. Tuổi Tân Mùi nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Diễn tiến tử vi từng năm, từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, đây là khoảng thời gian tuổi Tân Mùi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Tuổi 26, 27 nên tham gia nhiều hoạt động xã hội, xây dựng những mối quan hệ đối tác làm ăn, học hỏi kinh nghiệm cho bản thân mình. 28 đến 30 tuổi, tình duyên thuận lợi, có nhiều khởi sắc. Đây là dấu hiệu tốt cho một đám cưới hoàn hảo. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Tân Mùi lại không mấy lý tưởng, bạn nên tránh làm việc quá sức, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và công việc. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, nhìn chung trong khoảng thời gian này, công danh và sự nghiệp của Tân Mùi vẫn phát triển ổn định, không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra, thu nhập cao hơn trước, tuy nhiên do chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch mà Tân Mùi dường như không tiết kiệm được khoản tiền nào cho mình. Tình duyên vẫn rất thuận lợi, bạn may mắn có được người bạn đời luôn bên cạnh chăm sóc, ủng hộ mình trong công việc và cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tuổi 36 công việc gặp chút chắc trở, khó khăn, đôi khi không được như ý muốn. Tinh thần thường xuyên căng thẳng, khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi. Khoảng thời gian này, tân mùi không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, cần phải dĩ hòa vì quý để gìn giữ mối quan hệ thân thiết. Đến tuổi 37, may mắn gặp được quý nhân phù trợ mà khó khăn được đẩy lùi. Từ 38 tuổi đến 40 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc lại thăng tiến và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là giai đoạn mở ra đầy khởi sướng tốt đẹp trong cuộc đời của Tân Mùi. Công việc làm ăn ngày càng được mở rộng, thăng tiến, công danh sáng lạng, làm việc gì cũng được như ý muốn. Tân Mùi cần phải tỉnh táo, tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn để nắm bắt vững chắc những cơ hội trong tay. Nhìn chung, trong những năm này, mọi thứ đều được diễn ra thuận lợi như ý muốn, bởi vậy, tinh thần con người cũng sảng khoái, lạc quan, vui vẻ lạ thường. Từ vi chọn đời từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trải qua quãng thời gian lao động cần cù, làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình vì sự nghiệp, đây là lúc Tân Mùi được hưởng thành quả của mình một cách trọn vẹn nhất. Khoảng thời gian này bạn nên dành nhiều sự quan tâm chăm sóc đến gia đình nhiều hơn, đặc biệt là người bạn đời luôn bên cạnh mình suốt những ngày tháng đầy gian nan, vất vả. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Năm 51 tuổi tránh không làm các giao dịch về tiền bạc. Năm 52 và 53 tuổi, cuộc sống bình thường có nhiều niềm vui con cái. Năm 54 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc làm ăn nên để sang một bên. Năm 55 tuổi có lộc về tài chính từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Những năm này tình cảm tốt đẹp, có nhiều vận may, sức khỏe được cải thiện lên nhiều, con cái thành đạt làm dạng dỡ gia đình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.